ăn mình nó luôn á, chửi nó đi. Cái tương mà mềm khô cá nhà mày. Mày tương đen, nó đại tương đen đi chị ơi. Xin chào mọi người. Thì hôm nay tụi mình nó sẽ book bàn ba cái món ăn nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Thì hôm nay tụi mình sẽ ăn thử và cũng như đánh giá nha. Mời mọi người ăn cùng mình nha. Thôi dẹp đi. Thôi ăn đi má. Hôm nay chị sẽ đập hộp món này nha. Đố các em là món gì? Tên gì vậy? Món gì đen đen vậy? Cái này hả? Cha cha mion. Mì tương đen, nó đại tương đen đi chị ơi. Trời ơi, nó mắc cái gì quá. Ừ, thơm quá. Cái này là gì đây? Bè đóng gói cũng sẵn sàng lắm nha. Đây là món gì? Mắc lỏng quá à. Món của em hả? Đâu, món gì sao nhìn giống cà ri quá vậy? Mì cây. Cái gì tên nhạt nhẽo quá vậy? Có cái tên Hàn Quốc nữa không? Tên Hàn Quốc là cái gì? Chong. Chanh bông. Chong. Nó nói không ai đó luôn á. Đúng rồi, nó nói gì? Bà ngộ quá. Bà nói vậy khác, cho người ta kêu ta nghe bà ngộ quá. Nghe sao nghe mùi hải sản quá vậy? Mực này chị thích ăn mực này má, hành tây, rau. Có tôm không? Không, không có tôm. Có cà rốt, mì. Đây là món thịt chiên xù sốt chua ngọt nha mọi người. Món này mình rất là thích luôn. Ê, thích món này không nè má? Món chiên chiên đó má. Nó là thịt heo chiên giòn chấm cục với sốt chua ngọt, ăn ngon lắm luôn. Ngon nhiều mỡ không? Ngon lắm đây. Đây mọi người ơi, cái này là sốt chua ngọt. Nhìn giống cái tương mà tương đâu? cái tương mà mềm khô cá nhà má. Má không có rau củ gì chứ nhỉ? Cái mùi y chang luôn á. Là chế vô luôn hay là chấm? Không, chấm đó. Đây mọi người. Chấm hả? Thịt chiên xù ngon lắm. Chắc ngon chưa em mà. Nhưng mà thường ăn là ngon lắm. Còn cái quán thì chưa ăn không biết sao này. Nãy ăn chung với cái này. Dạ ăn đi mấy má. Ừ, giờ bắt đầu ăn nha. Rửa chén đi chị cho xin miếng nè. Đây. Còn mì thơm nha, chấm mì trứng á. Nó ăn mình nó luôn kìa bà, nó không để ra chén nó ăn luôn. Ủa thường thường mấy cái này kim chi sao bắp cải mỗi lần. Thường thường mấy cái mì cay có kim chi nữa ngọt. Coi nó kìa. Nó ăn mình nó luôn á, chửi nó đi. Tôi ăn lại rồi đâu. Ủa sao không lấy cái chén bút ra. Mấy bà ngộ quá à. Ôi ăn gì mất nết mà ơi. Sao có dưới quê chị ăn đá vô đầu. Nhà em ăn. Trời ơi. Bạn này nó ăn rồi má ơi. Mọi người tô vậy đó. Ngon rồi má, ăn thử đi đi. Ngon. 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 Rồi mình thử cái này đã. Ừ. Kim chi nó hơi lạt nha. Ừ, ăn thử này đi xô ngón nè. Ngon chú ơi. Ê, ngon nha, nó không có cái bị cái mùi mà giống như cái đường bắn cái không có bị cái mùi mà hôi hôi á. Ừ, bắn cái. Đây cái mì nó cũng dai dai, nó không có bị mềm. Ủa cả ngon nha. Nhưng mà mấy miếng củ hành nó cứng quá à. Cái vị cũng lạt lạt nha mọi người. Mấy cái này không, thường thường đồ chấm cũng của Hàn Quốc ta làm ngon lắm nha. Đâu, không hỏi miếng à. Cái này ngon luôn á. Cái miếng này nó ăn ngon với bạn. Chị thích ăn món Hàn là gì không? Có banh chanh nhiều á. Ăn đã luôn. Bánh này trộn đều nè má. Công nhận của Hàn Quốc là ngon. Làm nhạc hơn so với người Việt Nam nhưng mà cái ngon ha. Nghe nói đầu bếp làm mấy cái món này á là 27 năm kinh nghiệm rồi đó. Rồi, Hàn gì? Ngon ghê luôn á. Nó là làm chuẩn vị Hàn Quốc luôn. Nên nó không có giống mấy chỗ khác mà mình hay ăn. Mấy chỗ khác em ăn á, nó hôi hôi cái mùi tương đen á. Lúc trước chị cũng đâu thích ăn này đâu. Mà ăn này thấy nó khác ghê á. Ngon xù ăn chưa? Nó không đắng thì cũng có chỗ đắng nha. Mấy chỗ nó đắng thoang thoảng. Nó nhẹ hơn so với mấy chỗ khác.
có mấy chỗ mà nó tái tái lại, kiểu như là người ta làm lại giống như người vị của người Việt Nam á, nó không có giống nguyên bản nên cũng ngon. Còn mấy người Hàn Quốc đó, người ta đúng bản á. Ê, hình như phải ăn chung với cái này ngon nè. Ừ. Thử coi. Có một chút đắng đắng thì nó mới đúng chứ. Miếng này coi. Ủa thì mình phải chấm cái sốt nữa. Sốt chua ngọt nè. Nào. Người đó nguyên bản không? Cái sốt này cũng rạo quá ha. Ê. Tôm mát. Thịt heo. Heo hả? Mũi sao hạt tôm. Đúng rồi. Mà hơi cứng đấy chị nha, ừ. Em yếu nha. Cái này đúng là cứng thiệt. Ừ. Thế là tại mình order về nhà nên cái thời gian nó vận chuyển nó bị cứng thiệt. Nó ghê đó. Chứ chắc mình order về nhà nó hơi nguội rồi, nó không còn giòn. Cái này chị nghĩ ăn tại chỗ chắc là nó giòn, nó ngon lắm nè. Mình lâu lắm rồi mới ăn cái này đó mà. Ừ. Ngon. Chơi miếng thôi, thế là mấy cái này đó. Sù nó phải ăn thịt lắm mấy ơi. Ừ. Không, cái đó là đồ chiên á. Cái đồ chiên này. Thì ăn miếng thịt này mà chị nghĩ giống như là miếng thịt heo quay vậy á. Thì có cái mùi cảm giác giống vậy á. Chắc có chiên thôi các bạn. Ừ. Ngon lắm nha. Chị chưa nếm thử món này nha. Ờ đúng rồi, quên lắm. Để nếm thử á. Ừ. Cái mùi vị giống như cái canh súp mà chị ăn món hàng nó cũng giống giống vậy nè. Ừ, nãy giờ mới thấy này có củ gì gì cơ. Ừ. Tím cái vị này hợp với em nè, ăn xôi có lạc mình thấy ngon nha. Ừ. Mình thấy nó hơi mùi hải sản, mọi người mỗi gu. Đúng rồi, nhiều khi nó ăn lạc á, cái nó ăn mặn, nó ăn mặn xong nó thấy là lạc. Ừ. Em mình ăn nước mắm rồi có đường đồ mà thấy thanh đạm nữa, thấy thơm ngon. Không mà không phải giống như mấy cái món mà niêm quá trời, bột ngọt, đường muối, đồ vô á. Cái này giống như cái gì, cái vị nó thanh thanh á, nó tự nhiên. Ở Việt Nam á thế, bỏ bột ngọt vô cái ăn người quên cuộc đời luôn má. Ở miền Tây ăn bỏ được cái đường trong á, nó ngọt như chè á. Sao gắp giả không? Cái miền này sao nhìn có vẻ giống như nó bị mềm quá vậy? Không đâu, nó bị trứng nó vậy á. Rồi mình làm bằng trứng luôn hả? Cái này giống mì tự làm quá đúng không? Chứ đâu phải mì mua. Cái mì tự làm á, phải mấy cái mì gói kia đâu. Đúng rồi, khác cái mì gói. Ừ. Nó không có độ dai nhiều. Bữa này tôm khô hả má? Ê, gấm rồi đó. Thấy chưa? Nãy con tôm rồi. Có gì trong đây nữa không? Tôm. Ok. Con nghêu. Con nghêu nha. Cái này với thêm. Ôi, em thích ăn nghêu lắm nha. Ăn nghêu tối giờ làm. Hả? Lúc nào vậy chưa má? Ăn ghê thôi, đi rủi vô. Trời ơi, nãy giờ cái này chung cái này rồi hợp nha. Giờ ừ. Có cái này chứ cái này có hợp không? Không, nghĩ cái nó cũng hợp. Anh xui. Cái này ngon quá nhỉ. Cái này ăn cái này nó miếng nước thôi. Không hợp đi má. Một miếng rau cải vô cho đẹp da thôi. Cái gì nước tương. Miếng tôm chua gì vậy? Ngon hết luôn. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cũng ngon. Thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn. Không cần mấy giọt. Còn cái chén ăn luôn đi. Cho mình cũng ngon. Nhưng mà nếu như mà em chọn, nhưng mà em vẫn thích món Việt Nam hơn. Này em thích nè. Em thích. Này thì không xui. Không gì thấy món nào cũng ngon mà. Nói chung là mỗi đồ góc nhìn khác nhau chứ em. Nói chung là chỉ nhất đồ Việt Nam. Với lại mấy món hàng thường chị thấy không có để quá trời nhiều thịt hoặc là này kia nọ giống như mấy món Việt ha. Ờ nó hơi ít. Thì có mấy người tái lại á, mấy cái quán á. Bỏ gì đâu mà toàn sao nổi tiếng vàng rồi. Thịt thà rồi tôm, đầy gấp luôn á. Ừ. Không, Hàn Quốc là chỉ có màu đen hoặc là màu đỏ. Mà thường thấy món nào cũng màu đỏ hết. Thấy thằng cay lắm. Cái gì nó cũng đỏ nhưng mà cái này nó không có cay nha. Chắc thì ekip mua không độ. Tại vì có độ. Em thấy cái này là ngon nhất.
Ừ, cái này ngon nhất. Cái này ngon. Ngon này cứng chịu quá. Tại thích ăn đồ chiên á. Cắn miếng không? Ăn vậy đỡ dành lộn. Đứa thích món. Khỏi dành nha. Đỡ gió ăn món hàng ngon nè. Ngoài ngán chết. Không, chị nghĩ là mình nên ăn nhiều món khác nhau để mình biết được. Thì bữa nào mình ăn thử món Nhật rồi đi. Mình ăn món Nhật thì phải đợi các bạn comment bên dưới. Đúng rồi, cho tụi mình biết là các bạn muốn tụi mình ăn món gì nha. Hoặc là các bạn đã ăn món nào ngon rồi thì giới thiệu cho tụi mình ăn. Hôm bữa mới ăn mì không nổi, mà nay ăn quá trời ăn rồi bạn. Cái đợt đầu của em ăn mì tương đen đầu tiên mà anh. Trời, mua cái chỗ kia kìa. Nó đắng và đâu có ăn được đâu. Ừ, đắng, cái này đỡ đắng. Thì đó, nên là hả, mai mốt có ăn món gì thì qua nhà hàng Blue Raren ở Phú Mỹ Hưng á. Rồi đã. Nào mọi người muốn ăn những cái món này, mời mọi người đến quán Blue Raren. Nào, Blue Raren. Mọi người cảm nhận thế nào về ba món ăn này? Mình đi của chị đi, chị cảm thấy rất là ngon. Nó không có bị đắng, với lại nó cũng ngon. Ngon. Chứ thường ăn mấy chỗ khác thì nó dở lắm. Nó có cái mùi đắng đắng như là cái mùi hôi hôi của giống như là đường thắng thiết vậy á. Nên là chị sẽ cho cái này 9 điểm. Còn món của em là mì cay. Thì em biết rất là mì cay nha. Nhưng mà thứ nhất tại vì cái này chắc không độ. Cái này một cách một nó mới ngon. Thích nhất là cái sợi mì nha. Sợi mì nó ngon lắm. Nó phải sợi mì gói như tụi mình. Nó kiểu như nó hơi nhiều dầu nên rất là ngon. Nhưng mà cái nước thì đối với em nãy giờ em nói nó lạt lắm. Mà vừa với chị với Si đó. Ừ thì mỗi người mỗi gu, nhưng mà nếu như mà em chọn hơi chọn cái nước này nào nó hơi lạt. Còn topping được cái kiểu thì ok nha, quá trời tôm, thịt đủ cái kiểu luôn nè. Ừ, có nghêu nữa. Ừ, mấy nó hành tây tươi nha má, vậy ta biết à. Ừ, nhưng mà nếu như cho thang điểm là 7 điểm rưỡi. Được. Ăn khen ngon quá trời, cho người ta có 7 điểm rưỡi à. Ăn quá trời ăn mà có 7 điểm rưỡi à. Còn món này thì theo mình thấy thì mình ăn nó hơi cứng so với mình nha, nó hơi dai, thịt nó hơi dai. Nhưng mà có những người sẽ thích thịt dai, nhưng mà mình thì thôi, đang mình yếu lắm, mình thích ăn những cái mềm mềm. Cái mảnh này ngon với su. Còn mình với Si thì hơi cứng, cứng. Đúng rồi. Giống như là con gái gì đó. Đúng rồi, nha, không có nổi. Gái thích ăn cái gì mềm mềm thôi mọi người. Em chọn này 10 trên 10 nha. Nè, có thẳng cái chữ thương hiệu luôn là 10 trên 10, đúng rồi. Blue Raren. Xin chào mọi người, thì bây giờ tụi mình đã múc ban xong cảm nhận của ba món này rồi. Thì mọi người muốn tụi mình ăn cái món gì nữa thì comment bên dưới nha. Ơi mà quên nha, nhớ ghé cái quán này mua và đánh giá luôn nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.